MC Thanh Bạch tiểu tụy quỳ gối trước ba em gái trong lễ tang của mẹ, khán giả bật khóc ngay lý do. Vừa qua, nhiều người bàng hoàng khi MC Thanh Bạch thông báo tang sự trên trang Facebook cá nhân. Hình ảnh nam MC lộ vẻ mệt mỏi, tiểu tụy trong tang lễ của mẹ làm khán giả không khỏi đau lòng. Cách đây ít ngày, MC Thanh Bạch đã đón nhận tin buồn khi mẹ qua đời. Được biết lễ tang mẹ MC được tổ chức tại Vĩnh Long. Mới đây, hình ảnh MC Thanh Bạch đội tang trắng bật khóc trước mặt các em gái trong lễ tang của mẹ đã khiến nhiều khán giả xót xa. Theo đó, MC Thanh Bạch cho biết sở dĩ anh luôn nở nụ cười trên môi là do ảnh hưởng từ ba. Nam MC trẻ lòng, tôi có được giọng cười này là do ảnh hưởng của ba. Ba tôi cười rất nhiều. Mặt khác, vì sao tôi cười nhiều? Bởi tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nha sĩ, em gái và các cháu tôi cũng đều tiếp nối truyền thống này. Ngay từ nhỏ tôi đã được kiểm tra răng thường xuyên nên đến bây giờ hàm răng của tôi rất đều, đẹp, vì thế tôi hay cười. Sau khi chia sẻ, MC Thanh Bạch bật khóc nói lời cảm ơn đến các em gái vì đã thay anh chăm sóc ba mẹ lúc tuổi già. Thanh Bạch quỳ gối cầm tay các em nói, các em gái của tôi lo cho ba mẹ tôi tuổi già, nếu là con trai như tôi thì có lẽ đã bay tới đâu rồi. Anh xin được cảm ơn những người em gái của anh đã thay anh chăm sóc cho ba mẹ khi tuổi già. Chứng kiến khoảnh khắc đau lòng này, nhiều khán giả không ngăn được sự xúc động, đồng thời cũng gửi lời chia buồn và động viên đến MC Thanh Bạch. Thương anh, một MC lúc nào cũng mang đến tiếng cười cho khán giả. Chứng kiến khoảnh khắc chú quỳ xuống cảm ơn các em mà mình không cầm được nước mắt, mong anh sớm vượt qua nỗi mất mát để quay trở lại sân khấu. Trước đó khi thông báo tang sự đã có rất đông bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ gửi lời chia buồn đến MC Thanh Bạch như ca sĩ Nguyên Vũ, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, MC Liêu Hà Trinh, ca sĩ Phương Thanh, tất cả đều bàng hoàng xót xa trước tin này và mong Thanh Bạch sớm vượt qua nỗi đau mất mát. Những ngày qua, Thanh Bạch xuất hiện với vẻ ngoài tiểu tụy, diện khăn tang trắng, khuôn mặt buồn bã khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Ông trông hốc hác, bơ phờ, không còn chút sức sống nào so với hình ảnh hoạt náo trên sân khấu mà khán giả thường thấy. Được biết, tang lễ của mẹ MC Thanh Bạch được tổ chức ở quê nhà Vĩnh Long suốt nhiều ngày và được ông lo chu đáo mọi bề. MC Thanh Bạch sinh ngày 1 tháng 12 năm 1959 tại Vĩnh Long. Ông được mệnh danh là một trong những MC nổi tiếng của làng giải trí Việt. Nhiều khán giả yêu mến Thanh Bạch nhờ lối dẫn hài hước và duyên dáng, kèm theo đó là gu thời trang không kém cạnh ai. Có thể kể đến loạt chương trình truyền hình ăn khách làm nên tên tuổi Thanh Bạch như Nốt Nhạc Vui, Đi Tìm Ẩn Số, Bé Khỏe Bé Ngoan. Bên cạnh đó, Thanh Bạch còn là thầy của nhiều thế hệ MC trẻ tài năng. Thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình cảm của nam MC nổi tiếng này gặp phải nhiều trắc trở. Sau đổ vỡ hôn nhân với nghệ sĩ Xuân Hương, năm 2016, MC Thanh Bạch chính thức tổ chức đám cưới với nữ đại gia Thúy Nga với mục đích quyên góp tiền ủng hộ cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đám cưới của cả hai đã được tổ chức đến 9 lần, thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Thanh Bạch chia sẻ rằng vì cả hai có sự đồng điệu trong nghệ thuật nên lễ cưới cũng mang tính nghệ thuật. Bên cạnh đó, anh còn khẳng định sẽ tổ chức thêm nhiều đám cưới khác trong tương lai. Trong một chương trình truyền hình diễn ra vào cuối năm 2017, Thanh Bạch từng thổ lộ rằng tôi và Thúy Nga không ai tán tỉnh ai hết, tự gặp nhau và cũng làm nên bản tình ca cho riêng mình. Các bạn trẻ thấy vậy, chụp hình đăng lên mạng xã hội chứ chúng tôi không hề muốn khoe, vì hạnh phúc riêng giữ càng kín càng tốt. Sau khi chia tay nghệ sĩ Xuân Hương, gần như mọi thông tin về đời sống riêng đều được Thanh Bạch giữ kín và ít khi công khai với giới truyền thông. Ấy vậy mà mới đây, trên một chương trình truyền hình, MC Thanh Bạch đã trải lòng với khán giả về nguyên nhân tan vỡ hôn nhân với Xuân Hương là do cả hai không còn lãng mạn, thường cãi vã và dẫn đến rạn nứt trong hôn nhân. Ngay sau đó, nghệ sĩ Xuân Hương đã lập tức hồi đáp bằng một bài đăng khá dài trên trang cá nhân của mình. Bài viết nói về những bất công, tủi cực mà nữ nghệ sĩ phải chịu đựng trong thời gian làm vợ Thanh Bạch. Cho đến hiện tại, chuyện hôn nhân ồn ào giữa MC Thanh Bạch và Xuân Hương vẫn luôn gây được nhiều chú ý từ phía người hâm mộ.